chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn này và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB bước vào ngày làm việc thứ 6. Trong phiên xử chiều 12 tháng 3, các luật sư tập trung thẩm vấn bà Trương Mỹ Lan, các bị cáo ở SCB và nhóm các bị cáo đoàn thanh tra. Khi được hỏi, bị cáo Trương Mỹ Lan nói rằng vì uy tín, vì danh dự của gia tộc, bà sẵn sàng dùng tiền tích góp để giải quyết hậu quả ở SCB. Bà Lan cũng nói ủy quyền cho Ngân hàng Nhà nước xử lý số cổ phần của mình ở SCB để khắc phục hậu quả. Trước tòa, bị cáo Lan cho rằng đã ủy quyền cho con gái là Chu Duyệt Phấn đi giải quyết những công việc khi bị cáo đang bị tạm giam. Theo bị cáo Lan, Chu Duyệt Phấn đã đàm phán để bán tòa nhà ở Hà Nội khắc phục hậu quả, nhưng đối tác đang trả giá 300 triệu USD, trong khi tòa nhà này được định giá 1 tỷ USD. Bà Trương Mỹ Lan cũng trình bày những đóng góp của cá nhân bị cáo cũng như những cá nhân ở Vạn Thịnh Phát trong đợt dịch COVID-19, mong hội đồng xét xử xem xét tình tiết này. Trả lời luật sư, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước, xác nhận gặp bị cáo Trương Mỹ Lan 2 lần chỉ trao đổi về công việc, chứ không hề có trao đổi về chuyện khác. Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, cá nhân ông sở hữu hơn 99% cổ phần ở Times Square. Bị cáo đã ký cho phép bà Lan sử dụng tài sản để thế chấp nhằm giúp tái cơ cấu ngân hàng theo đề nghị của bà Lan. Về lần thứ hai, khi ký, mặc dù bà Lan không nói gì, nhưng bị cáo vẫn ký vì nghĩ là để giúp ngân hàng. Bị cáo dù không biết tiếng Việt nhưng tin tưởng vào nhân viên, trợ lý của mình nên vẫn ký. Bị cáo không biết gì về tình hình sử dụng các tài sản, khoản vay tại SCB. Bị cáo Chu Lập Cơ khẳng định hoàn toàn không nghĩ sẽ có hậu quả như hôm nay. Bị cáo không cố tình ký văn bản, bị cáo thừa nhận mình ký là sai, bị cáo mong tạo điều kiện cho bị cáo khắc phục. Trước đó, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân cho biết hành vi phạm tội của bị cáo Chu Lập Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho ngân hàng SCB hơn 9.116 tỷ đồng. Theo cáo trạng, bị cáo Chu Nap Ke Eric, Chu Lập Cơ, quốc tịch Hồng Kông Trung Quốc, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan là cổ đông chính, có 99,26% cổ phần. Chủ tịch Hội đồng Quản trị giữ vai trò quyết định cao nhất tại Công ty Cổ phần Times Square Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính của công ty ở đường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012, để lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng SCB nhằm cơ cấu các khoản nợ xấu sau khi hợp nhất 3 ngân hàng thành ngân hàng SCB mới, bị cáo Trương Mỹ Lan đã trao đổi, thống nhất với Chu Lập Cơ và lãnh đạo ngân hàng SCB về việc sử dụng tài sản dự án Times Square, quyền sử dụng đất thuê và tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với đất thuê, là cao ốc phức hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại Times Square và quyền tài sản có liên quan để đảm bảo cho các khoản vay. Thực hiện theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 10 tháng 12 năm 2012, quyết định số 13 QĐ-DHDCD-QTTD ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông, biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 12 năm 2012 của công ty Times Square, chấp thuận thế chấp tài sản của công ty bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân, tổ chức do Trương Mỹ Lan chỉ định. Sau khi có tài sản đảm bảo để vay vốn, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Times Square lập các hồ sơ vay vốn khống, nhờ người đứng tên các khoản vay và ký khống hồ sơ, thủ tục vay vốn. Bằng phương thức này, từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, Chu Lập Cơ đã giúp Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống để giải ngân số tiền vay tại Ngân hàng SCB. Cho 73 khoản vay của 67 khách hàng, tổng số tiền giải ngân là hơn 29.441 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm, toàn bộ số tiền vay vốn được sử dụng cho mục đích riêng của bị cáo Trương Mỹ Lan. Đến năm 2017, do phương án vay vốn là lập khống, khoản vay chỉ dùng trả nợ xấu, không có nguồn để thu hồi gốc, lãi nên các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả được. Bị cáo Trương Mỹ Lan thuyết phục Chu Lập Cơ ký biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Times Square ngày 15 tháng 8 năm 2017, tiếp tục sử dụng tài sản của Công ty Times Square để thế chấp, đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho 54 khách hàng đang vay vốn tại ngân hàng SCB nhằm gia hạn nợ, tổng dư nợ được đảm bảo là hơn 35.541 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 17 tháng 10 năm 2022, tổng nghĩa vụ các khoản nợ do bị cáo Chu Lập Cơ ký hợp thức thủ tục còn 46 khoản vay với dư nợ gốc là hơn 19.552 tỷ đồng, nợ lãi hơn 19.655 tỷ đồng, tổng cộng dư nợ là hơn 39.217 tỷ đồng.
sau khi đối trừ giá trị tài sản bảo đảm của các khoản vay mà Chu Lập Cơ đã ký các tài liệu để hợp thức thủ tục vay vốn nêu trên theo kết quả định giá của công ty Hoàng Quân tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2022 được SCB chấp nhận có đủ pháp lý để trích lập dự phòng rủi ro được phân bổ cho các khoản vay còn dư nợ nêu trên là hơn 30.100 tỷ đồng. Bị cáo Chu Lập Cơ đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền hơn 9.116 tỷ đồng. Trước những lời khẳng định của các cựu lãnh đạo ngân hàng SCB về việc bà Trương Mỹ Lan là người có quyền quyết định, quyền điều hành ngân hàng SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan lại cho lời khai ngược lại. Bà Trương Mỹ Lan không thừa nhận bản thân chi phối SCB. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định, từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến 31 tháng 12 năm 2017, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB sử dụng vào mục đích khác nhau, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 64.621 tỷ đồng, hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bị cáo chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của SCB, gây thiệt hại hơn 129.000 tỷ đồng, hành vi tham mô tài sản. Đứng ở mục xét hỏi, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận nội dung cáo trạng, không thừa nhận chín thủ đoạn, phương thức phạm tội mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao liệt kê. Điển hình như phủ nhận chỉ đạo thành lập, sử dụng các công ty ma, câu kết với các đối tượng là chủ sở hữu, đại diện theo pháp luật của nhiều công ty để tạo lập khoản vay, chiếm đoạt tiền của SCB, tạo lập hồ sơ vay vốn khống để hợp thức việc rút tiền từ SCB, thông đồng, câu kết với công ty thẩm định giá để cấp chứng thư nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, đưa vào hồ sơ vay vốn, đưa tài sản bảo đảm không đủ pháp lý. Riêng về hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, kết luận của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thể hiện có tới hơn 1.000 công ty trong và ngoài nước thuộc hệ sinh thái này nằm dưới quyền kiểm soát của Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, trước tòa, bị cáo Lan nói Vạn Thịnh Phát chỉ có 4 đến 5 công ty con. Bị cáo cũng phủ nhận việc nắm giữ đến 91,5% cổ phần SCB, đồng thời quả quyết bản thân không điều hành, chi phối mà chỉ quản lý tài sản tại SCB. Hội đồng xét xử dẫn chứng các nội dung lời khai tại cơ quan điều tra thể hiện bị cáo nắm đến 91,5% cổ phần của SCB. Trả lời luật sư, các cựu lãnh đạo ngân hàng SCB khẳng định mọi việc ở ngân hàng đều trao đổi, xin ý kiến bà Trương Mỹ Lan. Bà Lan là người có quyền quyết định, quyền điều hành của SCB. Cụ thể, sáng 12 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên xử bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng các đồng phạm về nhiều tội danh khác nhau. Mở đầu là phần thẩm vấn của các luật sư đối với các bị cáo trong vụ án. Luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan hỏi bị cáo Bùi Anh Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB. Bị cáo Bùi Anh Dũng thừa nhận bà Trương Mỹ Lan là người kinh doanh giỏi và trên thương trường nhiều người nể bà Lan. Bị cáo Dũng cho biết tất cả mọi việc từ kinh doanh đến nhân sự, bị cáo Dũng đều xin ý kiến bà Lan. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định, bị cáo Dũng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB từ cuối năm 2020. Bị cáo Bùi Anh Dũng biết rõ khoản vay nào là khoản vay của bị cáo Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Quá trình làm việc tại Ngân hàng SCB, ngoài tiền lương, tiền thưởng, nhân dịp lễ, Tết, bị cáo Bùi Anh Dũng còn được bà Lan cho 500.000 cổ phiếu SCB, tương đương 5 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo Bùi Anh Dũng đã giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của ngân hàng SCB sử dụng cho các mục đích của bị cáo Lan. Trả lời luật sư, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, nói về bản chất, việc bổ nhiệm Dung là do bà Trương Mỹ Lan, còn trên hồ sơ thì hội đồng quản trị bổ nhiệm. Bị cáo Dung không biết chiếm bao nhiêu cổ phần tại SCB, nhưng biết gia đình bà Lan nắm giữ khoảng 15% cổ phần. Về sở hữu cổ phần của các cá nhân và pháp nhân nước ngoài, Dung không biết. Bị cáo Dung thừa nhận thường xuyên gặp và trao đổi công việc với bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo Dung trực tiếp nhận chỉ đạo, thường xuyên trao đổi, bàn bạc với bị cáo Trương Mỹ Lan để truyền đạt, chỉ đạo các thành viên tại ngân hàng SCB hợp thức hồ sơ khống, giải ngân để rút tiền cho Lan sử dụng. Dung biết rõ các khoản vay của bị cáo Trương Mỹ Lan đứng tên các cá nhân, công ty ma do các khoản vay này đều có điểm chung là được theo dõi trên hệ thống nhưng bỏ qua quy trình cho vay thông thường. Năm 2021, bị cáo Dung được bị cáo Trương Mỹ Lan cho 300.000 cổ phần SCB, tương đương 3 tỷ đồng mệnh giá. Bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB, cho biết trước khi làm việc ở SCB thì từng làm ở các công ty, tập đoàn bất động sản. Sau đó, thông qua Nguyễn Phương Hồng, Hoàng gặp và được bà Trương Mỹ Lan đề cử, bổ nhiệm làm lãnh đạo ngân hàng SCB. Bị cáo Hoàng cho biết việc bổ nhiệm lãnh đạo SCB thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị, nhưng bà Lan là người đề bạt bổ nhiệm giữ vị trí cấp cao ở SCB. Bị cáo cũng khai nhận dù biết rõ các khoản vay của bị cáo Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều trái quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, do được trả mức lương rất cao, từ 130 triệu đến 500 triệu đồng một tháng, vào các dịp lễ hoặc Tết được bà Lan thưởng nhiều lần, tổng số khoảng 5 tỷ đồng, nên Hoàng đã giúp bà Lan rút tiền của ngân hàng SCB. Bị cáo Hoàng trả lời luật sư, bà Trương Mỹ Lan là người đỡ đầu của ngân hàng SCB, đa phần các tài sản thuộc quyền quản lý của bà Lan. Bà Lan là người có quyền quyết định, quyền điều hành của SCB. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!